Đúng rồi, giờ mẹ bắt đầu lật nha. Đây là con gì đây? Cua cha cổ. Chưa, qua đây, cua cổ bên đây nè. Đúng rồi. Con này con biết con này con gì không? Nói lại con gì? Trời ơi, dây chuyền xong rồi hả? Không hả? Không hả? Rồi đây là con gì đây? Không hả? Biết rồi, bây giờ ta con gì đây? Bây giờ tiếp theo là con gì? Con khẩu. Đúng rồi. Sợ quá. Tiếp theo là con gì đây? Sợ dạ. Hả? Sợ quá. Rồi tiếp theo là con này con gì nè? Con sư tử. Sư tử. Tiếp theo. Sư tử quá nào? Sư tử con. Đúng rồi. Sư tử mỹ ý. Ồ, dữ quá. Tiếp theo con này là con gì đây? Cua cha cổ. Ở đây. Cua cha cổ. Và cua sai luôn. No, đó là vẫn là con. Vẫn là con sai. Hư cao cổ luôn. Cua cha cổ luôn. Đúng. Cua cha cổ. Đúng rồi. Cua cha cổ. Đúng rồi. Ở đây là con gì đây? Dạ. Hai bú. À, nói lại cho mẹ nghe con này con gì? Dạ. Hai bú. Lạc đà hai bú. Đúng rồi. Tiếp theo con này con gì? Con voi. Con voi. Con voi. Đúng rồi. À, con gì đây? Con lửa vàng. Thế thì con này? Con bao. Chính xác. À, đây là con gì hồi nãy con muốn nói nè. Con này con gì đây? Có hai cái. Sao? Chính xác, nó có hai cái sừng. Gió bắt chật. Đúng rồi. Bên đây là con gì? Bên đây nè, bên đây mẹ chỉ bên đây con. Con này con gì? Con gió nâu. Vậy là con này cũng là gió nâu. Và ở đây là con gì? Panda. Chính xác, gấu trúc panda. Ở đây là con gì con? Sao nhìn lâu quá vậy? Nói lại nó lớn mẹ nghe con gì? Con khỉ. Đúng rồi. Thế con thì khỉ. Đúng rồi. Con khỉ. Vậy? Con chê dắt. Chính xác. Ở đây là con gì đây? Con hà mã. Đúng rồi. Cá sấu. Đâu có cá sấu, chỉ có hà mã thôi. Ở đây con gì con nhớ không? Con cá sấu. Đúng rồi. À, không biết là Na nhớ con này không ta? Con cáo. Vậy thì con này Na có nhớ không? Con chuột. Chuột chuỗi. Đúng rồi. À, Na còn nhớ con này không? Giống mèo. Đây là con gì? Giống mèo. Nhưng mà bên đây là con gì đây? Ừ. Con gì? Ừ. Con gì mà nó đâm? Con gì? Nó đâm đau. Con yến. Đúng rồi, đây là con yến. Đây cũng là con yến luôn. Và đây cũng là con yến luôn. Chính xác. Vậy con này là con gì? Mèo Gấu mèo luôn. Ây da, không biết Na nhớ con này không? Con rái cá. Con rái cá luôn. À, đây cũng là rồi, thả luôn, không giá đá luôn. Vâng. Còn con này Na có nhớ không? Bài hầu. Con này con gì Na nhớ không? Ừ. Con tê. Con trai trai. Đúng rồi. Con này con hải. Gì? Đúng rồi. Con gì? Con hải gì? Chính xác. Tiếp theo, à, Na nhớ con này không ta? Cá sấu. Không có cá sấu, đây là con gì đây?
Con thú gì? Đúng rồi. Đây cũng là con này là dương. Chính xác. Ôi nè, có nhớ con này không nhỉ? Con này ghê quá. Ghê quá đi thôi. Đó là con chọ. Con dơi. Con dơi. Đúng rồi, con dơi. À, con này rất là dễ thương. Con chuột. Chuột túi. Chuột túi. Đúng rồi, chuột túi. À, con này là con gì đây? Gấu túi. Wow, qua này con này, con này. Con mèo. Đúng rồi, vậy còn con này? Cái gì vậy, con gì vậy? Sao vậy? Con mèo. À, con mèo. Con mèo. Đúng rồi. Con mèo. Con mèo. Vậy còn bên đây, con này con gì đây? Đâu có mở ra được đâu. Vậy còn con này con gì? Đâu có mở được. Đời mắt. Đời mắt. Nhưng mà con này con gì nè Na, qua bên con đây mũi. Con này con gì đây? Con thỏ. Chính xác. Con mèo. Con mèo. Con mèo. À, còn bên đây con này con gì con? Con dạ. Hả? Hả? Con gì? Con dạ. Không phải. Con heo. Đúng rồi. Con này nó có gì dữ vậy? Cho mẹ coi chứ. Con gì vậy? Nhấc đầu lên. Chào vi. Hả? Chào vi. Là gì? Chào vi. Gì? Chào vi. Là gì? Hơi ra. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Chà bánh bao. Bánh bao. Rồi, bánh bao, bánh bao, bánh bao. Ngồi dậy, ngồi dậy. Đây là con gì đây nè? Con chó. Vậy còn con này? Con vật. Nữa, không phải con vịt. Con gì? Con heo. Đúng rồi. Đây là con heo. Đúng rồi. Con chó. Con có không? Đúng rồi. À, con này không biết Na có đoán được không? Con gì? Con chuột. Đúng rồi, còn đây là chuột. À, dơm. Hả? Mọc hai dơm. Chuột ham. Dơm. Hamster. Hay dơm. Chuột hamster. Rồi, kết thúc rồi.